Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với các video review sản phẩm của Vinmark. Và ngày hôm nay trong chuỗi video review về máy cắt tỉa cành động cơ 2 thì 4 thì ngày hôm nay mình sẽ lên cho các bạn một chiếc video giới thiệu sản phẩm về cách lắp ráp vận hành máy. Đó là chiếc máy cắt cỏ động cơ 4 thì đây là tổng thể về máy, các chi tiết, các cái bộ phận của máy khi mà mình chưa được lắp ráp. Mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn về các cái bộ phận và sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp cũng như là sử dụng máy. Đầu tiên nói về phần động cơ thì đây là động cơ 4 thì chạy bằng xăng với dung tích của bình xăng 0.6 lít và dung tích của bình nhớt là 0.1. Ngoài ra thì mình có thể sử dụng các dòng động cơ 2 thì xăng pha nhớt khác. Dung tích xi lanh của phần động cơ này là 35.8cc với công suất là 1.2kW. Mình có thể sử dụng cắt cỏ được này. Mình sẽ thay từ cái phần khớp nối này sang với đầu cắt cành hoặc là đầu tỉa cành. Đây là cắt cành thì là sẽ dùng đầu này, còn tỉa cành dùng đầu này. Và khi các bạn mua máy tại Vinmark, tại maymocviet.vn thì mọi người sẽ được tặng kèm một cái khớp nối để mình có thể nối dài phần cần ạ. Có phần tay cầm này, dây đeo này, có tấm chắn cỏ này, có lan này và có lưỡi cắt này. Và kèm theo lan thì sẽ có xích nữa. Dụng cụ không thể thiếu đó là túi đầu nghề này, giúp mình có thể lắp ráp, tháo lắp các cái thiết bị dễ dàng. Sau khi mà mình đã giới thiệu cho các bạn về sản phẩm rồi thì mình sẽ lắp ráp cái chiếc máy này. Khi mà mình sử dụng cái phần lan xích để mà mình cắt cành thì mọi người lưu ý là mình sẽ đổ nhớt vào đây nhé. Mình sẽ lắp lan xích ở đây để cho cái phần lan của mình sẽ được bôi trơn và trong quá trình cắt thì nó sẽ mượt mà hơn. Vậy là các bộ phận đã đầy đủ. Mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp. Như lúc đầu tiên mình có giới thiệu với các bạn, với chiếc máy này thì mình có thể sử dụng được 3 chức năng là cắt cỏ, tỉa cành và cắt cành. Thì bây giờ mình sẽ lắp lần lượt từng chức năng một. Đầu tiên là mình sẽ lắp chức năng cắt cỏ. Đầu tiên mình sẽ phải cần một cái cần có cái đầu bò để mình lắp lưỡi này. Phần động cơ là phần không thể thiếu này. Ngoài ra thì mình cần phải có tay cầm, dây đeo, tấm lưới chắn cỏ, lưới cắt cỏ, để túi phụ kiện để giúp mình thao tác lắp dễ dàng hơn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ dùng cái phần cần bắp chuối, mình sẽ lắp. Cần cắt cỏ đã lắp sẵn rồi thì mọi người sẽ để ý cái phần đầu bò mình sẽ cúp xuống. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp phần dây ga. Đầu tiên thì các bạn sẽ tháo cái miếng ốp ở bên lưng này ra. Nên mọi người tháo phần miếng ốp ở bên lưng này ra. Hai tay vẫn thao tác rất là dễ dàng. Sau đó mình tháo cái ốc này nhé. Khi mà các bạn lắp dây ga thì mình không cần cái ốc này nữa ạ. Sắn rồi. Sắn để tí nó mình sẽ dễ để nối cái dây ga này lên. Mọi người lưu ý nhé, mình sẽ kéo cái phần núm màu đen này và để cái dây ga vào. Sau đó thì mình sẽ bóp ở cái phần phía tay ở bên dưới này. Đó. Vậy là dây ga đã vào rồi ạ. Sau đó thì mình sẽ nối dây. Cái phần này thì mình sẽ lắp dây màu đỏ với dây màu đen. Xong các bạn biết cái núm này vào nhé. Đấy để bảo vệ được cái đầu khớp của chúng mình, đầu khớp nối của chúng. Sau khi hoàn thành thì chúng ta sẽ đóng cái phần hộp này vào. Rồi ạ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ lắp tấm chắn cỏ vào nhé. Đấy. Đến thì chúng ta sẽ lắp phần tay cầm. Sẽ cố định vào. Sau khi mà mình lắp xong phần tay cầm thì mình sẽ lắp thêm cái phần dây đeo vai này. Tác dụng của cái chiếc dây này là giúp mình đeo lên vai, giúp chiếc máy của chúng ta sẽ được giảm trọng lượng khi mà chúng ta cầm để chúng ta cắt. Rồi ạ. Mọi người nhìn phần mút đeo lên rất là dày nhá. Khi mà mình làm việc nhiều giờ đồng hồ thì mình sẽ cũng sẽ không mệt mỏi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp lưỡi hình chữ nhật. Ngoài ra thì mọi người có thể lắp lưỡi tròn hoặc là bát cước, cũng như là búi đánh cỏ.
là chức năng cắt cỏ đã được lắp xong ạ. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái chức năng là cắt cành. Thì để cắt cành thường thì khách hàng của Vinmax sẽ tháo từ cái khớp nối này. Nhưng nếu như anh chị nào, cô chú nào mà mình muốn cái cần của mình nó dài hơn thì mình có thể nối thêm khớp. Và chính vì cái lý do đấy mà Vinmax sẽ tặng thêm một cái khớp nối vào trong máy cho mọi người khi mà mọi người mua máy của Vinmax ạ. Mọi người sẽ tháo cái đầu bò chứa lưỡi cắt cỏ. Bây giờ mình sẽ lắp thêm cái khớp nối vào nhé. Mọi người lưu ý này, mình sẽ lắp theo đúng chiều của nó. Khi mà các bạn lắp cái phần cắt cành thì mọi người lưu ý là cái bình nhớt nhé, luôn luôn nằm phía bên trên nhé. Các bạn phải vặt thật chặt rồi. Vậy là cần của chúng ta đã cố định rồi. Và bây giờ thì mình sẽ lắp lam xích và lưỡi vào đây. Vậy là chúng ta đã lắp xong phần cần cắt cành. Tương tự như vậy với đầu tỉa cành. Thì bây giờ mình sẽ thao tác để lắp đầu tỉa cành vào đây ạ. Với đầu tỉa cành thì chúng ta cũng thao tác. Lưu ý khi cắt cái đầu tỉa cành này vào thì cái đầu tỉa cành sẽ nằm ngang nhá. Đấy như này. Xong các bạn nhét hết vào thân máy rồi sau đó thì chúng ta sẽ lắp máy vào. Một cái điểm nổi bật của cái đầu tỉa cành này là mình có thể xoay được đầu tỉa cành, mình có thể xoay một vòng tròn. Bạn thấy không ạ? Ví dụ như khi mà mình dùng đấy ạ, mình muốn cắt gọn, mình muốn di chuyển mang nó đi cho nó gọn gàng thì mọi người sẽ gấp gọn như này và mình sẽ dùng cái miếng chắn bảo vệ này để các bạn gắn vào hai đầu. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái phần cần tỉa rất là dài, mình có thể tỉa rất là cao. Đã. Một sản phẩm mà khi mà mình mua một mình sẽ được ba, rất tiết kiệm chi phí. Trong quá trình mình sử dụng thì sẽ tiết kiệm được thời gian cũng như là sức lao động của con người. Một sản phẩm cực kỳ là hữu ích, sử dụng cho sân vườn, sử dụng cho các trường học, các cái công viên để mình cắt cành cây, tỉa cành cây, tỉa hàng rào hoặc là sử dụng trong cắt cỏ. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là mua hàng, mọi người có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 024-3838-3456 hoặc là truy cập vào website máymócviet.vn. Vinmax luôn luôn có những sản phẩm để các bạn có những trải nghiệm tốt nhất. Hãy đến với địa chỉ của chúng tôi tại địa chỉ 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.